Rồi ok bạn ơi, cảm ơn trang channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Robot Van. Phần này mình sẽ sử dụng là dealer custom nha các bạn. Đó đây là một cái phiên bản là mình đã chỉnh sửa lại trang phục. Đó là một ông dealer màu vàng custom. Và phần này mình sẽ đi là một chuỗi series của ông dealer custom nha. Sử dụng công cụ để đi qua vòng và đẹp được perfect nha các bạn. Đó mới vô mình đã đi được level đầu tiên. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi một cái level thứ hai nha. Đó đây là một ông dealer nha các bạn. Rồi bây giờ là mình coi trong phòng này có ai là không đây. Đó không có ai nha. Bây giờ mình sẽ vô mình trộm vàng thôi các bạn. Rồi dưới đây có vàng. Tiếp tục lên trên này luôn. Rồi mình sẽ lên trên cái phòng này. Ồ dòng level 1, level 2 này là no có người nha. Không người nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ qua dòng. Đó rất là nhẹ nhàng thôi các bạn. Mới vô là rất là nhẹ nhàng. Rồi chúng ta sẽ qua một cái dòng tiếp theo. Đó dòng này chắc chắn là có người. Đó có một bà cụ già. Ok cụ già nghe. Rồi cụ già xong xuôi là mình sẽ đặt một cái bánh rất là non nớt. Đó dùng cái pin để toi này mình sẽ thả ra ngoài đây. Rồi xử lý ba luôn. Đó thế là ba bị táo bón quá chạy nghe các bạn. Ba ăn cái bánh mà cái bánh này là cái bánh bánh để lâu quá nó bị hôi nghe. Đó ba ăn vô bị táo bón quá chạy. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cho ba đi nè các bạn nè. Mình sẽ sử dụng là thế là bộ smile với đếp toi. Đó và rất là non nớt. Vô đây, let's go. Rồi, thế là bả đã xây một vòng. Đó, khá là hấp dẫn nha. Tiếp tục, mình lấy vàng luôn các bạn. Đó, đây là chủ series của dealer custom. Đi full rock robot van nha. Rồi. Thế là chúng ta đã xong một phần perfect. Tiếp theo, chúng ta sẽ nít vào một vòng nữa. Đó, lâu giờ là rock robot van này là mình chỉ đi là perfect no công cụ nha. No tool nha, bây giờ là mình sử dụng là U-tool. Dealer custom. Đó lấy vàng ồ từ từ móc qua sau lưng bả đi nhẹ nhàng thôi các bạn. Đó vô trong phòng này luôn. Rồi sau đó mình sẽ đặt một cái thế là bỏ smile. Đó một cái rốc tành donut. Tiếp tục mình lại thả một con viên đếp tôi ra các bạn. Rồi bà cụ già này bả đã nghe. Ok nghe rồi thì làm sao đây, vô đây sẽ bị dính nghe các bạn, dính vô dính cái bẫy của mình. Rồi chúng ta đã đạt được perfect. Rồi chúng ta sẽ nét vào một cái level tiếp theo. Đó đây là một ông dealer custom nghe, rất là đẹp màu vàng. Là phần game truyền thống của Robot One này là không có nghe các bạn. Mình đã chỉnh sửa là một chút là có một cái trang phục rất là đẹp để đi nghe. Các bạn muốn cái trang phục, muốn cái custom gì One mua custom thì các bạn nhớ là ấn cái comment ở dưới nha. Đó ấn comment ở dưới. Rồi để mình sẽ làm một bộ trang phục để mình đi cho các bạn xem. Đó hy vọng các bạn luôn luôn ủng hộ kênh Bim Chan Channel của mình. Đó các bạn nhớ nếu mà thấy video này hay các bạn nhớ xem full. Đó xem full time video hoặc các bạn comment, like, share, subscribe kênh Bim Chan Channel của mình để giúp kênh của mình phát triển nha. Ok thank you các bạn, thank you very much. Rồi đây là chúng ta đã thành công. Đó chúng ta đã thành công rất là tiện lợi. Ok giờ chúng ta sẽ qua vòng thôi các bạn. Kiểu là không kịp thời gian là chúng ta sẽ không được perfect nha. Đó giờ chúng ta sẽ nét vào một cái dòng tiếp theo luôn các bạn. Đây là một phần chapter 1. Đó là phần subo nghe. Đó phần này là phần này chapter 1. Rồi chúng ta sẽ lấy vàng lên đây luôn các bạn. Đó xuống đây tiện lợi thôi các bạn ơi, tiện lợi càng nhanh càng tốt. Rồi lụm vàng các bạn. Rồi khúc này mình sẽ xử lý cái ông đây là cái đứa trẻ áo sơ mi đỏ nghe, đứa bé áo sơ mi đỏ mình sẽ xử lý nó luôn các bạn. Ok giúp, thế là chúng ta đã thành công. Tiếp tục mình lấy vàng luôn. Ồ còn bài giúp việc này mình sẽ xử lý nó luôn. Rồi chúng ta đã thành công quá là tuyệt vời. Ok giờ mình sẽ mở cửa đi qua vòng luôn các bạn. Đó, thành công rất là thành công nghe. Ồ bơ phết hoàn hảo nghe các bạn. Rồi let's go, chúng ta sẽ qua một cái dòng tiếp theo nữa nha. Đó mình sẽ đổi hai chuỗi series Robot 2 và Robot 1 cho các bạn xem. Mới giờ mình sẽ đi nhẹ nhẹ thôi các bạn. Mình đừng có nôn nóng. Mình lấy vàng mình ăn chậm mà mình đi càng nôn nóng mà càng bị phát hiện và đấm đầu mình nha các bạn. Rồi đợi đây thôi. Khúc này thì mình sẽ đợi một xí. Đó đợi một xí mình đặt chỗ này hai cái thế level thế smile và hai cái rock đèn non hết kết hợp với tạo công cụ tạo âm là một con chuột tạo âm nghe. Đây là một con Windows toy.
Rồi, vô đây, let's go, come on. Ồ, dính, dính, dính. Kiểu như là dính bẫy chuột các bạn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ mở cửa qua dòng thôi các bạn. Đó, khá là hoàn hảo, thành công nha. Chúng ta sẽ nét vào một cái dòng tiếp theo. Rồi, cái dòng này coi như thế nào. Ồ, dòng này có một ông Bolit. Có một ông Bolit thôi các bạn. Đây là ông Bolit gầy. Ồ, bây giờ mình sẽ đi theo sau ổng nha. Rồi, bình tĩnh thôi. Rồi, núp sau lưng ổng. Đó, cho ổng vô đi các bạn. Ổng vô rồi ổng ra lại, ổng sẽ thấy luôn mình. Khúc này từ từ coi thứ mình sẽ đợi cho ông ra hoài, mình sẽ chui vô trong mình lấy vàng nghe. Đó là một cái thế gọi là ăn trộm núp dình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ông ăn cái bánh rốt tàn nó này của mình. Đó, thả của mình đi to ra lệ liền. Cho ông đi vô các bạn. Ok, vô đây. Vô đây chết với mình. Rồi, ăn bánh đi. Ăn bánh đi, giờ kiếm toilet mà chạy nha các bạn. Ô, mình cũng chạy là ổng luôn, quải điện. Rồi, ông này xong chạy dữ các bạn, dí theo mình luôn. Rồi, đặt đây đi một cái thế bộ sơ mai, rất là nó nớt và vinh đế toi là xong. Xử lý xong ông này mình sẽ qua dòng các bạn. Đơn giản thôi nghe. Rồi, chúng ta thì sẽ vòng qua đây, vô trong này. Đó, có một ông dealer màu vàng, nên là quá là ngon lành. Rồi chúng ta sẽ nét vào một cái dòng tiếp theo. Ồ, cái dòng này dòng mới, coi thử sao. Lâu quá mình không chơi lại nên hơi quên. Có một ông dealer gầy được đây. Đó, sử dụng bên đất tôi. Nhử cho ông ra hoài thôi các bạn, đơn giản thôi. Tiếp theo, mình sẽ chạy lên trên này nghe. Đó, chạy lên trên này. Thẳng lên này luôn. Trời ơi, chạy theo mình nữa các bạn, quải điện nghe. Ồ, bây giờ mình sẽ qua bên này. Bên này có một cụ già đây. Một nhân vật Oligil, một cụ bà già. Bà già này bà đi với kia bí mật quá. Thôi, bây giờ mình sẽ đặt một cái bánh rốt tàn nó cho đây. Chờ bà lên đây nha các bạn. Bà lên đây mình sẽ dùng cái kỹ thuật của mình. Đó, kỹ thuật chơi boss lâu năm của mình nha. Mình sẽ dịch bà, mình sẽ nhử bà vô trong cái bánh rốt tàn nó này luôn. Thấy gì nha các bạn, chắc là khó nghe. Chuột này nó chạy tùm lum nha các bạn. Ồ. Vô đây. Không chính xác đó các bạn. Đường nào cũng chết là mình. Ồ, bây giờ mình sẽ lấy vàng. Ôm vàng dưới đây. Đó, ôm vàng nghe. Bây giờ mình sẽ vòng ra lại coi thế như sao. Rồi, cụ già nghe. Thử đặt liền nha các bạn, đặt nóng liền. Rồi, yes, thế mà cụ già này nó dính vô. Bây giờ mình sẽ chạy ra đây. Ồ, ông Blitz gầy này. Nhai ổng liền các bạn. Mình sẽ nhai ổng bằng cách sử dụng cái đếp toy. Không nghe, thả con tiếp theo là nghe liền. Rồi, vòng qua đây thôi. Đơn giản thôi nha các bạn. Ok, shit. Bây giờ mình đi quăng qua đây. Đó, pen vô, ra bài và qua dòng. Quá là lợi hại nghe. Rồi, chúng ta sẽ continue level tiếp theo. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa. Đó, ô, nhử quá luôn các bạn. Kèo thơm. Kèo này là gọi là thơm luôn các bạn. Rồi, chạy ra liền. Đó, pen ra lấy vàng gấp liền các bạn. Ồ, đặt đây một cái, đặt một cái pin đếp toy. Thế là bộ smile là xong một người. Đây là bộ dịch chuyển huyền thoại của phần robot nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ xử lý luôn bà cụ già này. Bà cụ già này bà rất là dữ nha các bạn. Đó, mình mà láo là bảo là bà dí mình chạy không kịp nha. Ok, lấy vàng và xong. Chúng ta đã qua dòng tiếp theo. Đó,